Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của tôi. Và ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục thôi nào. Đây là tập tiếp theo. Tôi nghĩ rằng là tôi nên chơi nhân vật Ronin đi mọi người. Sau rất là nhiều cuộc bán thành thì lần này tôi sẽ hơi try hard một xíu. Hy vọng là mọi thứ nó sẽ được. Ok, mất một máu. Không hạt là hai ấy chứ. Cung. Bây giờ là có hai cái thù ở đây. Hợp lý. Ok. Lấy nạp đạn cây này lấy ăn sau hai bắn hai này trước đẩy ra xa cho ra giữa để triệu hồi được cái này. Đẩy ra hai bắn phát 1 phút 43 giây xong một màn trừ một cooldown này để giảm cái thương xuống. Cái thương cũng là đang chính lý không mất máu. Ok, còn một damage, còn một cooldown reroll này lại còn một damage. Chắc nó kia thương đi, nâng đam này. Sacrifice cái này, điểm này ngon hơn. Còn một damage. Cái thương mà. Đảm bảo giết chết cái này là đẹp. Đi. Nó này hợp lý hơn. Whispering Caves. Giờ để làm sao nha. Lý này, không mất máu này. Không mất máu là hay này. Backstrike, đâm sau lưng. Thấy cái này là hợp lý, có cung rồi. Lý này. Lý.
mình 2 hit double strike for cooldown. Giờ cái giáo của mình đam to quá không được. Trừ 1 cooldown nghe hay hơn. Cùng. Máu không sao cả, còn upgrade slot trừ 1 cooldown. Ok, play sacrifice the slot upgrade, chắc chắn là slot upgrade rồi. Curse enemies inflict cộng 1 cái này. Đẹp đi. Bullet port. Let's go. Sáu hit 14 combo free play không chịu một cú nhá. Đam này chỉ còn thêm một đam nữa. Literated, không mất máu.
1 damage. Yes, sir. Bắn phải thấm nha. Survive me. Còn một damage này. 6. Ok, hay. Vẫn giữ được có nửa máu rồi đẹp. Bán gì móc không? Nói chung mà giữ là cái dây móc cũng được, không tới nổi. Perform a combo kill thì sẽ có một cái địch bị choáng nha. Cái này cũng là một cái hay. Lấy Forsaken Ground. Hợp lý đấy.
Trừ 2 cooldown. Tôi nghĩ nha, mấy cái này thì vũ khí của mình bây giờ rất là tấn công rất là nhanh. Combo kill là đẹp. Đi. Bây giờ nãy mình uống mình máu là đẹp rồi, mình chưa kịp uống mình máu nữa là thôi đi rồi. Một upgrade slot. Cái nỏ không hay là cái này. Cái thương đi. Chứ cái nỏ thì nó cũng chỉ là vũ khí kiểu tàn tàn thôi. Đây rồi, cái thủ xứng tầm đây rồi. Lý này thôi chết đòn rồi. Học một phát là đẹp. Với cái bình máu mà nãy mình chưa kịp ăn nên là bây giờ nó cứ lỏ lỏ sao mọi người. Cứu tôi với. Mà cái thương này được. Được được được. Từ đã nào, làm cái gì cắn thế. Không một không
mất bất kỳ một giọt máu nào. Đấy, ta gọi là đẳng cấp đấy. Đừng có đùa. Không phải ai cũng tới được cái mức đẳng cấp đó đấy đâu. Thật sự luôn. Ui ôi. Thêm một slot vô nữa để ai cũng được như thế đâu. Ờ, à, lại quên uống thuốc rồi. Cái gì đây? Trời ơi. Cái thương của mình hay rồi nè. Chỉ cần là kiểu mình cứ từ từ mình chơi là đẹp thôi, không có gì đâu. Biết ngay là sẽ có mấy đứa mà nó spawn đằng sau lưng mình luôn mà. Tại sao mình phải để dành cái này cho mày hôm nay đấy? Thấy thấy chùa nãy giờ biết ngay là đằng nào cũng có cái ngày này mà. Dạ, dạ, cái gì đấy? Cái gì đấy bạn Hiền ơi? Tôi quen bạn rồi. Tôi quá là quen bạn rồi, tôi nói rồi. Bạn không tin tôi đâu. Nhưng mà tôi quen bạn lắm. Bạn cứ thế này thì tôi nói thật luôn ấy. Bình thường tôi quay clip vui vui. Chứ một khi từ từ nha. Chọc. Ui. Thì ra là khúc này là từ từ nhé. Nếu bây giờ mình te le vô cái vị trí mà nó cũng không có thuận lợi lắm. Bây giờ cứ bình tĩnh đã. Thấy đằng sau
cái bình máu. Là một cái ý tưởng hay. Xong bây giờ nếu mà kéo thằng này về là phải đảm bảo là ba lượt là nó phải chết. Kéo về. Ui chào, ui chú trời mà ơi quên mất. Hợp lý này. Không, bạn đằng nào mình cũng bị mất máu rồi. Cho nên là cứ từ từ. Từ từ cho cháu nó nhuyễn cái đã. Ôi ôi. Thế thì hơi phí quá không? Từ từ nhá, như vậy là từ nha. Bây giờ nếu bắn chết luôn ấy thì mình vẫn phải chờ sạc một lần. Bắn chết luôn khỏi lo gì nữa đâu. Vậy tôi vẫn bị thiếu một bình máu luôn. Ôi trời ơi, cứu tôi với. Một khói, let's go. Hai cảnh nè. Một. Bộ chín máu. Tạm biệt. Không mất một giọt máu nào. Thật sự là nếu mà mình bình tĩnh chơi thì không có gì mình không chơi được hết trơn. Quá chăng là phải từ từ thôi, bình tĩnh thôi, thở đều, hít sâu thở ra. Nobunaga hoặc là
Ieyasu, Ieyasu mình nói chung là enchant đi ha. Một cái dây móc có nguyền rủa. New random consumable. Mua thêm một cái gói đồ nữa cho chắc. Và cái này lấy shockwave cũng được. Nói chung mà cứ có cái gì chơi cái đó thôi. Nobunaga. Nobunaga là boss như là mình đã chưa từng cover qua lần nào thì phải. Kéo vô thì 7 máu luôn á. Đu về móc. Từ nha, bây giờ trong cái tình huống như thế này thì mình có thể tele vào chọn cũng được, còn không thì mình đợi cho các chiêu thức của mình hồi hết rồi mình đánh sau cũng được. Kệ nó từ từ thôi, không cần phải lo đâu, không cần phải vội đâu. Đó thì cứ như vậy mà chơi thôi. Hay chọn tele là đẹp. Xong rồi nạp đạn. Rồi ra chiêu đi chứ. Mấy anh chàng này hài vãi. Mấy anh chàng này hài vãi. Có một bình máu ở đây à. Cho sát gốc. Để sát gốc, để sát gốc, để sát gốc. Rồi một thọc, hai bạn cùng đi. Một damage. Tele thôi, dây móc cho hai đi. Để cho nó mạnh. Để cho nó mạnh. Nobunaga the Wicked. Thôi á. Có cái này đi.
đợi kiên nhẫn nãy giờ, đúng không? Mọi sự kiên nhẫn đều sẽ được đền đáp thôi. Day 2 đối với Shogun sao? Cũng chỉ là một thử thách nhỏ. Cái quyết định là do chúng ta. Yes sir. Nó gọi là skibidi đốt đốt, yes yes. Nói giỡn á chứ không có gì đâu mọi người. Vẫn còn dư tiền à. Dư tiền thì chắc là bán một bình này mua bình máu đi. Chắc cái kèo. Đánh với là Shogun mà. Đánh với lãnh chúa Shogun. 31 phút 56 giây. Lực lượng. Bây giờ nhá, câu chuyện còn là hãy kéo thằng này lại. Tốt nhất là mình nên swap vị trí với thằng này đi cho nó lành, để mình nghĩ cách mình đối phó xem. Sẽ nghĩ cách mình đối phó với thằng này sau. Nhưng bây giờ mình cần phải có cái đối sách phù hợp. Bây giờ cái câu chuyện là tôi đang không biết phải làm như thế nào ấy. Giờ cứ dây móc tê le an toàn nhất. Dây móc tê le, bắn cung, dây móc, giáo là hợp lý. Đâm 3 móc phía sau. Không á. Từ nhá, khó xử vậy. Ê, bây giờ á, nó sẽ bắn rất là đau. Lùi một bước đi. Bây giờ là khó vậy ta. Hồng máu chứ có đã. Đằng nào cũng sẽ bị ăn 2 hit của nó. Mình đỡ được 1 hit. Vậy thì mình phải clear buff. Dùng cơ hội này để clear buff. Cộng dây móc lấy cộng dây móc chờ tí. Từ nhá, bây giờ là hợp lý, không có gì tuyệt vời hơn được nữa chứ. Tại vì thực sự ra mà nói thì khó đấy.
Ok, hay quá mọi người ơi, cuối cùng đã đánh thắng được rồi. Và như vậy cũng cuối cùng sau một lúc chơi hết thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành được Shogun Day 2 rồi mọi người ơi. Sau hai tập thất bại liên tiếp, cuối cùng mình cũng đã xong rồi mọi người. Video này hơi hết ít nói là bởi vì mình đang rất cố gắng và rất nghiêm túc. Mọi sự nghiêm túc đều đã được đánh giá. Và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Tạm biệt.